Để kích hoạt hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, chúng ta cần ấn vào nút có biểu tượng chữ P và hình camera. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Trương Vân Nam, đến từ kênh Thế Giới Xe Hơi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist trên xe Mercedes-Benz. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta bắt đầu di chuyển vào trong bãi đỗ xe. Đến đây chúng ta sẽ kích hoạt chế độ hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist để chúng ta có thể dò tìm ngay từ lúc vào trong bãi đỗ. Để kích hoạt hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, chúng ta cần ấn vào nút có biểu tượng chữ P và hình camera. Lúc này màn hình sẽ hiện lên. Hệ thống đang tìm chỗ đỗ. Hệ thống này có thể dò tìm được rất nhiều các chỗ đỗ khác nhau. Hệ thống sẽ liên tục dò tìm chỗ đỗ xe. Đó, vừa rồi là chỗ đỗ vuông góc. Vừa rồi là song song. Sẽ liên tục dò tìm những vị trí có thể đỗ vào được. Và đây tôi thử cho xe đỗ thử vào đây xem. À, tìm thấy rồi. Bây giờ tôi sẽ ấn nút cảm biến, nút cảm ứng ở trên vô lăng bên phải. Bạn có thể chọn hai chế độ, một là tiến vào, hai là lùi vào. Ở đây tôi sẽ chọn lùi vào. Ấn chọn. Trên màn hình hiển thị cài số lùi. Lúc này hệ thống sẽ tự động xi nhan bên trái. Việc của chúng ta bây giờ là chỉ có ngồi quan sát, xem có chướng ngại vật nào không, hoặc là xe máy có thể tiến tới không. Hệ thống sẽ tự động ga, tự động phanh, tự động đánh lái và tự động sang số. Không những đỗ mà còn phải đỗ thẳng và đỗ bằng các xe khác. Đó, thế. Hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ. Và vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động trên xe Mercedes-Benz. Nếu các bạn có câu hỏi gì, xin hãy để lại comment ở phía dưới và hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.